Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn. Alo, chào chị. Chưa em muốn hỏi, chưa nhờ chương trình tư vấn giúp em à. Thì em với chồng em cưới nhau đến năm 2008, bọn em chuyển ra gia đình ở miền Nam ấy. Thì sinh sống đến lúc con em ốm em phải đưa ra Bắc để chữa bệnh. Thế là chồng em nó bán hết tài sản đất đai nhà cửa trong miền Nam đi ấy. Bây giờ ra Lạng Sơn này sống ấy. Thế là em bây giờ chồng em bỏ nhà đi từ năm 2009 đi đến đây khi nó không về ấy chị. Bây giờ em ly hôn thì em phải làm như thế nào chị? Chồng bạn tính ra như vậy là cũng đã bỏ đi được gần 10 năm rồi đúng không ạ? Vâng và ạ. Không có liên lạc từ ngày đó đến giờ. Vâng, những năm nay nó mới liên lạc được cho con trai em ấy. Bạn đang rất là muốn ly hôn ạ? Vâng. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Vâng. Rồi, dạ. Xin chào em. Chào anh. Mình có cho mấy cháu rồi? Em có hai cháu, nhưng một cháu, cháu đầu của em... nó đã bị ốm nặng, nó đã mất rồi anh ạ. Bây giờ thế còn cái cháu mà vừa nói là nó mới mua điện thoại, nó liên lạc được với bố nó rồi đúng không? Vâng ạ. Nó có nói là hiện nay bố nó làm gì ăn gì ở đâu, lấy vợ khác chưa hay là thế nào không? Bây giờ bố nó chỉ ở trong miền Nam làm thuê anh ạ, chưa thấy nó lấy vợ đâu. Nhưng mà mấy ba mươi năm nay là không về. Vâng. Thế ông bà nội có ở ngoài Bắc không? Ông bà nội em không còn nữa, mất hết rồi. Cũng mất rồi. Thế thực sự thì bây giờ mình mong muốn điều gì? Mong muốn là nhờ thằng cu con ấy tác động để bố nó quay về, hay là muốn ly hôn, hay là cứ kệ nó đến đâu thì nó đến. Không, bây giờ em trước thời gian, một thời gian trước, tháng trước ấy, em bố nó gọi về cho con thì em cũng bảo là chồng em thế thì về đi, thì chồng em trả lời bảo là chồng em không về nữa, anh cha không về nữa, bây giờ chỉ mong bây giờ mẹ con em làm thế nào thì làm, nó không quan tâm, nó bảo thế. Rồi. Rất có thể là anh ta đã có một cuộc sống nó ổn định ở trong đó và cũng không xác định là quay trở lại nữa. Thằng cu nhà mình là lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi? Dạ, năm nay học cái lớp 8 ạ. Năm nay học cái lớp 8 cũng còn nhỏ nhỉ. Vâng. Bây giờ thì là mình muốn ly hôn đúng không? Vâng. Việc đầu tiên động viên được anh ấy trở về để giải quyết việc gia đình là cái tốt nhất. Vâng. Bởi vì khi mình viết đơn mà không có mặt của anh ấy cũng không sao, nhưng mà tòa bao giờ đã làm một cái thủ tục mang tính chất là bắt buộc này. Đầu tiên là họ phải làm công tác hòa giải, tức là người ta mời cả hai vợ chồng lên gặp mặt nhau, người ta động viên là nghĩ lại kỹ chưa, vân vân. Thế xong hòa giải lần thứ nhất không thành công, người ta lại cho về, người ta bảo nghĩ tiếp đi, hẹn 2 tuần nữa quay lại làm một cái thủ tục hòa giải lần thứ hai. Hòa giải lần thứ hai mà cũng không thành công, mà hai bên vẫn kiên quyết là phải ly hôn, thì người ta sẽ tiến hành thủ tục ly hôn. Cái lá đơn mà ly hôn ấy thì hai chữ ký được, một chữ ký được, mình viết được, chẳng có vấn đề gì. Ngày xưa thì trước năm 2000 ấy thì yêu cầu là phải thuận tình ly hôn, tức là phải hai người ký hai bên. Giờ em lên xã em hỏi thì xã đã bảo là em đăng ký kết hôn này. Nhưng thực tế là giấy đăng ký kết hôn của em ấy, xã tự làm, em không có giấy ký của em ấy, của chồng em ấy. Thế thì thế này, mình đơn ly hôn thì thứ nhất là không đưa ra ủy ban nhân dân xã, mình phải đưa ra tòa án nhân dân huyện. Mình là huyện gì nhỉ? Em là huyện Chi Lăng. Đấy, đưa ra tòa án nhân dân huyện Chi Lăng. Còn cái việc mà họ điều tra, họ xác minh thế nào thì người của tòa án huyện, người ta sẽ làm việc với xã. Thế thì tưởng là nếu như đúng là không có đăng ký kết hôn thì đúng là cũng chẳng có cái... thì có kết đâu mà có ly hôn. Vâng, bởi vì dạ. Chưa có ràng buộc gì, rồi người ta cũng chẳng về địa phương để điều tra rằng anh có vợ chưa, bởi vì thực tế là chưa lần nào đăng ký kết hôn, còn bây giờ lại có cái giấy photo nào đó thì không biết, là nó hơi dí dăng một chút. Có điều là viết đơn, dạ. Trình bày cụ thể cái hoàn cảnh của mình, năm ấy năm nọ vợ chồng tôi lấy nhau nhưng không có làm đăng ký kết hôn, thế và chỉ sống với nhau được phần đấy ngày thì anh ấy bỏ đi, và suốt bao nhiêu năm nay không có ngó ngàng gì, mà thực ra cuộc sống hôn nhân là không có, mẹ con tôi tự làm tự ăn tự nuôi nhau, và hiện nay thì cái chuyện mà chồng tôi nói rằng không quay trở lại, và chúng tôi không có bất cứ một cái sự trách nhiệm hay ràng buộc nào, vậy thì xin cho hướng dẫn. Dạ. Nhá, mình thế thì có lẽ là đừng nghĩ đến cái chuyện ly hôn một sớm một ngày hay là hai ngày, chẳng giải quyết được vấn đề gì bao nhiêu năm nay rồi. Đi hỏi thật kỹ, tư vấn về bên vấn đề tư pháp, hướng dẫn trong trường hợp của mình có cần phải làm ly hôn không, nếu không thì càng nhẹ mình, đúng không? Dạ. Nhá. Dạ.
Vâng, hy vọng rằng chị sẽ giải quyết sớm được chuyện gia đình của mình ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.